Tập 604P2 một món quà cho cha tôi. Hôm nay bố Hiroshi lại đi làm như mọi ngày, nhưng ra đến cửa thì mẹ hú hồn gọi theo vì bố quên mang túi đi. Mẹ thấy hôm nay trông bố có vẻ buồn bã ủ rột, nên mẹ quyết định bàn với Shin và Hima sẽ làm điều gì đó bất ngờ cho bố vui. Cả hai anh em gật đầu đồng ý ngay, Shin giơ tay góp ý sẽ tặng bố một thứ gì đó. Mẹ hỏi vậy Shin muốn tặng gì, cậu ta nhanh nhảu nói tặng gì đó bị bỏ đi chẳng hạn. Đúng là thằng con có hiếu khiến mẹ muốn đóng băng luôn. Mẹ nói Shin hãy tặng bố mình món quà thực tế có tâm hơn đi nào. Shin liền nói vậy thì tặng một cô vợ ngực bự, mẹ lại muốn đóng băng tập 2. Tiếp nữa, vợ có eo thon nè he, chưa nói xong hết, mẹ đã nổi điên đập cho Shin u đầu, nổi đom đóm mắt. Mẹ tức mình yêu cầu Shin bớt xem phim cô dâu luộm thuộm đi. Shin đau điếng hỏi lại mẹ sẽ tặng gì, mẹ Misae bắt đầu suy nghĩ. Ví dụ như bố đi làm về thì mẹ sẽ chăm sóc và làm những điều bố muốn. Shin và Hima liền quay đi thì thầm với nhau, đó chẳng phải là điều đương nhiên mà người vợ nào cũng hay làm sao. Lúc này dì Misae đi ra, hỏi chuyện gì mà nhà ồn ào thế. Mẹ bực mình cô em gái, ngủ gì mà tới trưa chật chưa lòi mới chịu dậy vậy hả? Shin liền nói mẹ muốn làm bố vui, dì liền hỏi mẹ chắc đã làm điều gì đáng trách với bố sao? Mẹ tức tối làm gì có chuyện đó chứ, dì tỏ vẻ nghi ngờ nhấn mạnh hay là chị đã mua gì đó rất đắt đỏ tốn kém. Mẹ khẳng định không hề có nhé, còn Bạch Tuyết thì vẫn ngủ ngon lành ngoài sân. Sau khi mẹ tâm sự về tâm trạng của bố mấy ngày nay, dì đã hiểu ra vấn đề. Vừa ăn vừa hỏi lại chị có phải muốn tặng quà để thay đổi tâm trạng anh rể mình ư, đúng như vậy, đó là điều trăn trở của mẹ. Shin thì vẫn quả quyết điều khiến bố vui chỉ là một cô vợ trẻ đẹp mà thôi. Mẹ bực mình nói Shin đó là món quà, nghiêm túc chút đi. Shin liền tuột cả quần áo thắt nơ hồng ngoáy mông như một món quà vậy đó. Nhưng thứ cậu nhận lại là một quả đấm u đầu từ mẹ. Là món quà tự tay mình làm mới có ý nghĩa. Shin vội mặc đồ và nói mình sẽ nặn đất sét tặng bố, còn mẹ sẽ nấu gì đó thật thịnh soạn. Shin liền xỉa sói, bữa ăn đó phải là thịt nướng hay lẩu mới gọi là bữa tiệc chứ. Hima cũng đồng ý với điều đó, mẹ lại đập bàn quan trọng là cái tâm, là cảm xúc của mình đặt vào đó thôi. Hima cũng muốn làm gì đó, rồi đưa nhẫn của mẹ cho mẹ, Shin gợi ý hãy bán nó lấy tiền. Mẹ liền cất nó vào túi vì không phải lúc tiêu xài hoang phí đâu. Mẹ liền nghĩ Hima sẽ làm bánh pudding tặng bố nhé. Sau đó mẹ hướng dẫn Hima cách tặng quà cho bố, tưởng tượng hộp khăn giấy là hộp bánh. Nhưng Hima lại nhăn nhó tỏ vẻ nặng nhọc không bê nổi. Mẹ liền dạy Hima cách làm khuôn mặt đáng yêu dễ thương này nè. Hima thì giật thót cả tim, còn Shin vội lấy gương cho mẹ tự soi. Mẹ cũng mắc ói với bản mặt của mình lúc này. Ôi thật là ghê, cả nhà vẫn tranh cãi ủm tỏi, tối đến bố đã đi làm về. Khi thấy ba mẹ con vui mừng chào đón bố hết cả hồn, ấp úng hỏi hôm nay có chuyện gì sao. Bố như nhận ra điều gì đó rồi chạy tót lên phòng kiểm tra. Lật quyển sách thì quỹ đen vẫn còn nguyên, bố thở phào nhẹ nhõm hết cả người. Bố lại giật mình khi ba mẹ con thập thò ngoài cửa. Dưới phòng khách, bố rất rén, trong đầu suy nghĩ hàng vạn lý do với thái độ cung kính của mấy mẹ con tối nay. Bố đang sợ hãi, có khi nào mẹ phát hiện bố đã giấu tiền? Hay là tìm thấy cuốn tạp chí những em gái nóng bỏng mà bố đã mượn của chú Kawaguchi? Hay là cô em ở quán bar hôm trước bố đã gặp mà quên vứt danh thiếp của cô ta trong túi áo đi? Lúc này dì Misae cũng ngồi cùng và cảm ơn anh rể đã quá vất vả cho gia đình này. Dì cứ nghĩ là chị gái làm gì có lỗi với anh rể, nhưng mà thấy anh mệt mỏi nên muốn làm anh vui thôi. Bố nghe vậy thì cười một cách giả chân, chắc do mình điên rồi. Mọi chuyện vẫn đang được giấu nhẹm mà. Sau đó Shin liền tặng món quà mình làm cho bố. Bố vui vẻ cảm ơn Shin và giải thích rằng mấy ngày nay áp lực công việc ở công ty chút thôi, bố sẽ cố hoàn thành nó sớm. Dì Misae cũng có quà. Đó là những lời động viên xàm xí đú. Mẹ tức điên thấy em gái mình thật ngớ ngẩn. Sau đó mẹ vội gọi mọi người chuẩn bị ăn tối nào. Hima cũng có quà cho bố. Bố hơi bất ngờ và nhận lấy nó, nhưng mở ra chỉ còn cái ly trống rỗng, còn miệng Hima dính đầy bánh. Mọi người đã hiểu ra vấn đề và cười phá lên vui vẻ. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 607 đá bào có màu bạc. Shin và các bạn cùng nhau chơi đá bóng, có vẻ như nó quá nóng bức nên Kazama nghĩ đến lúc kết thúc nó thôi. Masao nghĩ trời quá nắng, nhưng Shin lại thêm cho âu ví như những đứa trẻ dưới nắng hè không biết cậu ta là gì nữa. Để xoa dịu cơn nóng, Shin đã hướng các bạn tới ly đá bào hương dâu mát lạnh. Shin giúp các bạn nghĩ tới nó, ăn nó và có một cảm giác mát lạnh khiến cả nhóm cảm thấy giải tỏa. Xong nhiệm vụ, Shin nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi lặn mất tăm. Các bạn cũng chỉ biết nói Shin đúng là một chàng trai có tính tự chủ cao. Shin đi về nhà trong tâm trạng rất vui vẻ. Mẹ muốn nhờ Shin giao bảng cho dì hàng xóm giúp mình. Shin rất nhanh nói mình đã đổ rất nhiều mồ hôi rồi chạy vào nhà tắm để giúp cơ thể giải nhiệt. Đang tắm thì mẹ đi vào, Shin còn làm ra vẻ như lần đầu bị nhìn thấy mà hét lớn. Thấy mẹ vẫn không chịu từ bỏ, Shin liền lấy lý do mình cần làm đá bào. Mẹ liền nảy ra một ý định sẽ dùng đá bào để khiến Shin đi giao tấm bảng. Nhưng Shin muốn tự tay mình làm nó vì cậu ta nghĩ mình làm độ chất lượng sẽ cao hơn. Mẹ cuối cùng cũng đã từ bỏ việc nhờ vả Shin mà quyết định sẽ tự mình đi, nhưng nghĩ tới những câu chuyện nhỏ của dì hàng xóm khiến mẹ ngán ngẩm. Shin biết mẹ sẽ không quay lại sau một khoảng thời gian nữa, nhìn cái máy bảo Shin rất thích với cái kiểu dáng đó. Shin lấy đá đổ đầy vào trong máy, Hima thấy vậy thì thích thú đi lại phía Shin. Shin cũng không có nhiều thời gian dành cho Hima mà bắt tay làm đá bảo của mình. Thấy đá được bào rơi xuống, Hima thấy rất tuyệt, nhưng Shin đâu có rảnh mà dành tặng nó cho Hima chứ. Shin mang nó bỏ ra bàn định quay đi lấy Shijo, nhưng thấy Hima đang chuẩn bị đột kích nên đành ôm theo cô bé nhốt vào trong cũi. Shin nói đá bào không phải thứ dành cho trẻ em và hãnh diện vì mình đã trưởng thành. Shin chợt nhớ ra để lâu đá sẽ tan mất mà vội và đi tìm chai siro. Shin mới mở cánh cửa tủ lạnh ra thì bị một núi đồ trong đó đè lên người. Cậu ta cũng biết mẹ là kiểu phụ nữ có thể nhét mọi thứ vào tủ lạnh nhưng không ngờ quá thể như vậy. Hima đang cố gắng trốn chạy khỏi cái cũi nhưng có vẻ nó cũng rất khó nhằn. Thấy Bạch Tuyết đang đào đất ngoài vườn, Hima liền cất tiếng để gọi nó theo tiếng của mình. Hima ra hiệu muốn rủ Bạch Tuyết vào trong cũi cùng chơi. Shin sau một hồi cũng có thể nhét được tất cả trở lại tủ lạnh của mẹ. Shin cảm thấy mình lại bị đổ mồ hôi nhưng cũng đáng vì có thể lấy được chai siro yêu quý. Shin vui vẻ chạy đi, Hima thì vẫn ra hiệu cho Bạch Tuyết vào cùng mình. Sau một hồi do dự cuối cùng Bạch Tuyết cũng miễn cưỡng đi lại. Shin đã đổ siro vào trong đá bảo thành công. Lúc vào công chuyện thì lại nhớ ra mình quên mang thìa mà chạy đi lấy. Hima vẫn đang cật lực ra hiệu cho Bạch Tuyết vào trong cũi cùng mình. Sau một hồi thì Bạch Tuyết cũng đành làm theo yêu cầu của Hima. Nhưng điều nó không ngờ là Hima dùng nó để làm bậc thang cho dễ dàng trèo ra khỏi cũi. Bạch Tuyết muốn kéo Hima lại nhưng bị Hima đạp vào mặt đau quá không chịu nổi mà phải thả ra. Hima cũng nhờ vậy mà đã thoát khỏi chiếc cũi. Hima nhìn thấy Shin đang bận rộn chọn một cái thìa sao cho phù hợp để ăn đúng cách nhất. Tranh thủ lúc này cô bé đã thừa thời cơ bò lại bát đá bảo của Shin. Thấy Shin đi ra, Hima vội vàng chui xuống gầm bàn để trốn. Shin sung sướng với cái thìa cậu ta cho là có đường nét phù hợp để ăn đá bào. Shin múc muỗng đầu tiên, xoay một vòng rồi thuận thế đưa vào miệng. Một cảm giác mát tới thấu xương tỏa ra khiến Shin rùng mình nhưng lại rất thích thú mà tiếp tục ăn tiếp. Hima vẫn đang nằm chờ đợi thời cơ dưới gầm bàn. Shin tiếp tục ăn mà ước quanh năm đều là mùa hè để có thể thoải mái ăn đá bào. Chợt Shin nghĩ cho Hima ăn một ít, Hima cũng liền sáng mắt vì biết đây là thời cơ dành cho cô bé. Shin ôm bát đá bảo đi lại cái cũi, cậu ta thấy Bạch Tuyết đang nằm lăn ra đó không hiểu là vì sao nhưng vội vàng đặt bát đá bảo xuống để đi tìm cô bé. Hima cố gắng trèo lên để với lấy bát đá bảo nhưng nó quá xa tầm tay, cô bé mỏi chân tí thì bị ngã. Trong lúc cố với lại vô tình đẩy nó vào gần Bạch Tuyết hơn khiến nó tỉnh dậy. Thấy Hima muốn nó nên Bạch Tuyết đã đẩy cái bát ra gần cô bé hơn. Shin tìm một vòng vẫn không thấy Hima đâu, cậu ta chỉ muốn cho cô bé nếm thử đá bào thơm ngon của mình thôi. Đi vào thấy bát đá bào bị vơi đi, Shin liền nghĩ là do Bạch Tuyết đã ăn nó. May mắn Shin nghe tiếng Hima mà chạy vào nên đã tìm ra thủ phạm giải oan cho Bạch Tuyết. Mẹ ôm Hima trên tay khi cô bé vẫn chưa hết cảm giác lạnh. Shin quyết định sẽ làm một bát khác và ăn trong im lặng. Shin nhanh chóng làm ra một bát đá bào mới và thưởng thức nó, nhưng lần này Shin cảm nhận thấy hương vị của nó không giống bát đá bào khi... Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 443 mong chờ buổi dã ngoại ngày mai. Bố về nhà sau một ngày làm việc trông thật uể oải làm sao, mẹ vui vẻ bảo hôm nay ba mẹ con đều trông chờ đến buổi dã ngoại ngày mai đó. Lâu rồi gia đình mới đi cùng nhau, mẹ sẽ làm cơm hộp mang theo. Bố có vẻ khó xử rồi ngập ngừng nói tự nhiên ông trưởng phòng, mẹ nhăn mặt đổi giọng hỏi trưởng phòng làm sao. Bố tái mặt chưa kịp nói thì Shin và Hima đã chạy vào khoe ba lô mới cho ngày mai. Mẹ bảo đã mua nguyên bộ cho tụi nhỏ luôn đó. Shin lôi ra quá trời đồ ăn và đồ chơi còn có đĩa phim siêu nhân này. Mẹ bực mình nói đi chơi mà mang theo phim thì coi kiểu gì, nhưng lỡ Shin muốn sẽ coi cho bằng được cơ. Bố lên tiếng bảo thực ra kế hoạch đi chơi ngày mai không đi được rồi. Hai anh em khó chịu nhìn bố, Shin hỏi bố bận công việc gì, đi chơi golf à? Bố toát mồ hôi ấp úng chưa kịp trả lời mẹ đã liếc nhìn nói chúng tim đen rồi chứ gì. Bố thở dài bất lực, bữa ăn tối không khí trông thật căng thẳng vì mặt ba mẹ con khó chịu đăm đăm, bố nhìn mà thấy hoang mang quá, bố cười vui vẻ bảo có gà rán và trứng cuộn luôn. Ba mẹ con hừ một tiếng, bố vội im bặt. Mẹ nhăn nhó nói mình làm nhiều để mai ăn luôn đó, đúng là tốn công vô ích. Shin chán nản mai phải làm gì đây biết chứ không đi chơi đã lên kế hoạch khác để tung tăng rồi. Bố bảo hay Shin rủ bạn với Masao xem, ha Shin sẽ rủ các bạn chơi trò dã ngoại, nghe hay đó cho mẹ chơi chung với luôn ha. Bố bị cạnh khóe chịu hết nổi rồi bèn bực bội nói thật sự bố không thể không đi mà, chơi golf cũng nằm trong công việc đó. Mẹ bực tức hỏi bố làm gì thay đổi thái độ vậy, bố hủy hẹn đi. Shin đồng tình mẹ nói đúng đó cả Hima cũng vậy. Bố khổ sở nói không được đâu, có điện thoại bố liền vội chạy đi nghe, là trưởng phòng. Bố vâng dạ bảo ngày mai sẽ đến đón sếp chu đáo. Bố ngạc nhiên hỏi lại hủy vì trời mưa ư, mẹ nhìn ra cửa đúng là đang mưa rồi. Shin và Hima mừng rỡ hoan hô hủy đánh golf, vậy là có thể đi dã ngoại được rồi. Nhưng trời mưa sao mà đi dã ngoại được, bố đi vào vui vẻ bảo ngày mai tha hồ ngủ nướng rồi. Shin buồn bã chạy đi vào góc ngồi, mẹ trách bố nói năng vô ý ghê. Bố lại gần xin lỗi Shin, mẹ bảo bố không có ý xấu đâu. Shin cầm điều khiển lên bật tivi, may quá kịp giờ này. Hóa ra là chạy vội đi để mở tivi coi phim siêu nhân hành động. Bố và mẹ nhìn mà chưng hửng bó tay luôn. Đêm đến bố nhìn ra ngoài mưa vẫn to rồi nhìn ba mẹ con thở dài buồn bã. Trời sáng mẹ dậy nhìn ra bên ngoài lạ quá, tạnh mưa rồi còn có nắng to luôn. Mẹ lay gọi bố dậy ra ngoài xem đi. Bố nhìn ra ngoài ngạc nhiên lạ vậy ta, mẹ cũng không tin nổi, trời hôm nay đẹp quá. Bạch Tuyết đang đùa giỡn với chú bướm khiến bố mẹ nhìn mà bật cười theo. Bố vui vẻ nói chắc ông trời biết hôm nay mình đi dã ngoại đây mà. Mẹ đồng tình thật là may ghê. Có chuông điện thoại mẹ nhắc coi chừng sếp rủ đi đánh golf. Trời đẹp rồi mẹ quyết phải đi dã ngoại đó. Bố lo lắng chần chừ rồi bắt máy, là ông sếp báo chuẩn bị đi đánh golf thôi. Bố nói nhà Nohara xin nghe thuê bao hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn. Mẹ chọc bố nhân viên không tận tụy gì nha, nhưng lỡ sếp để lại tin nhắn thì sao, bố mặc kệ luôn nha. Mẹ gọi hai anh em mau dậy đi, mẹ chuẩn bị sẵn cho rồi. Xin hỏi mình cũng đi đánh golf à? Mẹ bảo là đi dã ngoại đó. Hai anh em hào hứng reo hò được đi dã ngoại rồi, vui quá xá là vui. Bố cũng vui vẻ nghĩ chắc hôm nay sẽ vui lắm đây.